Medical Shop hân hạnh giới thiệu đến quý vị sản phẩm dược thảo mới nhất của tủ thuốc Đông y, một công thức sáng tạo độc đáo của bác sĩ Nguyễn Đức Cường mang tên Ice Better, được phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: Kỷ tử, Quyết minh tử, Cúc hoa, Lưu tinh và Zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: chống lão hóa và tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt, chống các triệu chứng ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cơm, bệnh tăng nhãn áp hay còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Ice Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Một chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu từng trường hợp. Giá chỉ có 49 Mỹ Kim một chai. Để có được một đôi mắt tinh tường và khỏe mạnh, quý vị hãy có ngay trong tủ thuốc gia đình một chai Ice Better. Order xin gọi The Central Shop 714-316-5999, 316-5999.